lạ lắm, mọi người đến thưởng thức nha. Nằm 203 đường Đồng Đen, phường Tân Bình. Ăn xong thì mới phát hiện nha. Con nhỏ quán này á, ốc nó bám đầy tường luôn. Hai tô bún cá nữa. Một tô bún cá, rồi hai tô bún cá, một tô chữ. Chào các bạn nha. Hiện tại giờ mình đang ở có mặt tại địa chỉ 203 Đồng Đen, phường 11, quận Tân Bình. Quán cô xương chợ đầm nha bạn. Bánh căn nem nướng, bún cá. Mưa tầm tã luôn. Ướt nhẹp luôn, phải đội áo mưa đi đó. Bây giờ mình di chuyển vô quán nha. Này quán này mình tới lần đầu tiên nha các bạn. Quán này mình tới lần đầu tiên nha. Mình thấy nó đang hóp hầm hầm nha. Thấy trà chanh thái, trà sữa. Thấy trên đăng Facebook chạy quảng cáo quá trời luôn. Nước sâm. Uống gì anh? Em muốn gì? Trà chanh thái hả? Là trà gì? Uống thử đi. 19 nè. À, mình uống trà sâm bông cúc đi. Thế đó hả? Phải không? Đến chơi em đi. Uống trà chanh thái đi. Chơi em một ly trà chanh thái. Ê mấy bạn, mình không biết mấy cái hũ kia là mấy hũ gì vậy. Ô chị, mấy cái hũ là hũ gì vậy chị? Không, để trang trí. À, trang trí hả? Dài lưới này hả bạn? Vừa đánh bắt cá lên là mình tính. Cho một cam ép nữa đi. Các bạn nhìn thấy sao các bạn? Dạ, dạ u một bát vậy. Một bát thì mình u á, ăn thử đi. Cho thử đi. Nghe nè anh ơi. Đèn trí cổ điển quá rồi. Hả? Một bát ăn thứ nhiều hơn, một bát ăn thứ nhiều hơn. Hả? Để mình coi, mình nghiên cứu hình như là có cái món ăn thêm. Có nghe, cái này thì ổn. Đây,
bánh căn đó bạn. Giận không? Chưa ăn mà thấy thèm quá. Món mới nữa này. Bánh mì ăn xíu mại hả? Lớp cái nhiêu hàng không? Hả? Mình lớp cái nhiêu hàng không? Mấy ông vô chứ mình ăn rồi thôi mình đi. Di chuyển ra bếp nha mấy bạn. Còn hấp dẫn quá. Bánh căn mực. Chấm nha mọi người. Còn đây là nước chấm. Nước chấm này là để mình cuốn nêm nè, đường bánh tráng nè. Một phần của nó là này là bò. Này là bánh bò, tôm, đầy hào với bạch tuộc. Còn hai cái này chắc mình không biết. Tự nhiên đang quay bấm bấm mà anh. Thấy lạ quá. Anh mấy bạn, đây là nước chấm nè, nước chấm của nêm. Mình cuốn cái này dưới rau sống này kia mình ăn nêm nha. Mình thử đi. Nước chấm nè. Chấm lạ quá không mấy bạn? Mấy bạn thấy lạ không? Mình thấy lạ quá. Lần đầu tiên mình làm chuyện ấy. Rồi bây giờ mình cũng chả biết ăn làm sao mới lần đầu tiên luôn. Đây là một phần đầy đủ nó nha mọi người. Phần đầy đủ nó combo nó là 2 người ăn 179.000 hai đĩa nè. Các bạn cho rau và mình cuốn nêm thử nha. Nêm chắc là ngon. Rau sống này tươi lắm nha. Cho hai căn lạnh nha. Dạ. Đây mình cho hay là nêm đúng không anh? Nêm. Ừ, cái này là cái gì anh? Là cá cuốn cá xong. Mình thiếu một tô bún cá nữa. Combo nó còn hai tô bún cá nữa nha mọi người. Một tô bún cá, xoài nè, dưa nè, cà rốt nè. Nhìn màu mè quá mấy bạn. Ủa cái này là cái gì? Bánh tráng mấy bạn. Mà chiên sao mà giòn nhưng mà nó không phồng. Mình cũng biết chiên sao. Nhưng mà thôi mặc kệ đi. Mình cứ ăn đi. Chấm thử hết ba loại, hai loại chấm. Chỉ chấm cái này thôi à, cái này là ăn với cái này. Đây các bạn, mình ăn thử cái mọi người có thấy tội nghiệp mình quay phim không? Nước chấm ngon lắm anh. Nhưng mà mình ăn cay, đang thiếu vị cay. À. Đây là nước chấm nha. Tương có đậu phộng đúng không? Không, nó lạ đó. Ăn thêm miếng nữa thôi.
giòn này mà ngon lắm này, mình ăn mình không nhận ra được cái vị gì, hình như có thịt xay á, có thịt xay á. Đây mình sẽ thử bánh tinh canh. Nước chấm này. Dạ. Ăn tôm đi. Không cần cuốn đâu, này chấm ăn thôi. Trời bánh, ui bánh căn ngồi ra nó có trứng nữa nè. Trứng nữa anh, trứng ở trên á. Ui cái này mình ăn bóc đi. Đây. Mình quen ăn bóc rồi. Trứng đâu nha, bột thì nó không nhiều, cũng có chút xíu xíu à, mà con tôm thì ta đùng ngon lắm. Ngon, các bạn thấy ngon không? Tôm tươi lắm, đồ sống cái này tươi lắm nha. Rà chanh thái của mình. Này nước dùng thêm nè mọi người. Rà chanh thái nha. Mực đục nó chấm mới ngon. Một phần combo là 179.000 là còn có một tô bún cá nữa nha mọi người. Nè. Này là hết rồi đó. Là đầy đủ combo nó đó, là dành cho hai người ăn đó. Chung quán ăn cũng rất là ngon, rất là sạch sẽ. Nhân viên cũng rất là nhiệt tình. Chả cá. Em sẽ bìa chả cá. Mình kết thúc video nha. Mọi người nếu thấy hay hãy cho mình một like, một share và đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.